coi. Ủa từ phi xì. Marjorie. Đúng rồi. Yeah, thấy siêu không, siêu không? Rồi cái này cái cuối cùng nha, đi nha. Cái cuối cùng nha. Này cái cuối cùng nha Ly, lè lưỡi ra. Cái này là làm cho đối thủ bị mù vị trước nè. Lè lưỡi ra. Ban đầu phải tính mua một tạc ấy, nhưng mà không có một kiện. Cái gì? Mình quen với ta. Cái này cho đi mở mắt mình cũng biết nữa. Thì thôi gửi đi. Sao bà cũng làm nữa. Không, nó cay cay quen quen. Lúc đầu nó cay cay the the tưởng là mình làm. Cái mà... đó là nước tương cộng với ớt á. Sao dễ vậy? Ừ. Sao dễ vậy mà mình cũng làm cái ghê. Rồi tiếp theo nữa. Trước khi mình ăn mình làm cái gì đi? Trước khi mình ăn là trước khi mình ăn thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn là hôm nay thực đơn của hôm nay rất là hơi bị ít. Không phải, trước khi mình ăn mày làm gì? Thôi mà cứ thả nói luôn đi, cứ hỏi hoài người ta đã không biết rồi. Rồi, trước khi mình ăn mình phải rửa tay. Ủa vậy hả? Ừ, tụi này ăn tóc mà. Tao có chuẩn bị đồ nghề đầy đủ. Rồi xong, rửa tay luôn. Rồi xong ăn dơ luôn. Ăn dơ luôn. Trời ơi, chưa ăn mà cái phòng này lạnh mất luôn. Rửa tay trước khi ra đây. Cô dạy em là trước khi ăn phải rửa tay cho thật sạch. Xong rồi ăn thấy cái mùi rửa tay không? Cái này giống như là chơi chiêu quá. Kiểu cho đối thủ bị loạn mùi, loạn màu, loạn vị. Thủ tục trước khi ăn là xong rồi, bữa nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái món ngày hôm nay mình sẽ ăn nha. Mỗi mình Thảo và Ly sẽ ăn một. Gồm một cái pizza. Mình thấy đây là pizza. Cái này không biết nhỏ hay lớn. Cái này chắc là dừa đó. Một cái pizza. À một phần kim pháp. Và một cái phần này một phần turkey. Mình thích cái này, ớt cái này đi chưa ăn bao giờ. Một phần sốt khi. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miếng gà mỗi đứa nha. Ê, thì may quá, cái miếng của Ly nhiều cái cánh gà hơn. Cánh gà không bà nội. Ủa tính, vậy tính, hả? Ủa, cái này cũng cánh gà hết hả? Chứ gì nữa. 8 cánh gà nha mọi người. Trời, thấy không, thấy không? Và một bà Ly sure to win, thấy không? Ly chắc thắng luôn kìa, thấy không? Và một ly Pepsi. Các bạn nghĩ có ai thắng thì trận đấu này nha. Các bạn chỉ dự đoán đi. Ơ còn súp nữa, còn súp nữa, còn súp nữa. À còn súp nữa. Súp gà. Trời, súp của Thảo không có gì chứ. Súp lên nhiều. Cái này cái gì đây? Trời, súp gì mà hành không mà trời. Hồi nãy cho người ta ăn hành dùm đi. Ủa có hồi nãy cho ăn hành không hay ớt? Ớt bà ơi. Ớt sao ngon chứ ạ? Không biết nó rơi lên đây nè. Rồi bắt đầu mình ăn nha. Thôi ăn đi, ăn đi, Ly đói quá rồi. Với lại á, bình thường á, Ly ăn rất là lâu. Ăn nhiều nhưng mà lâu. Mà một cái này có thể là một trong những món này là Ly ăn một tiếng luôn. Mà giờ chỉ có khoảng mười mấy phút, à 45 phút để ăn tất cả. Giờ phải chiến thuật. Bây giờ mình sẽ thử mọi người món ăn xíu. Ăn gì trước giờ? Bây giờ đi thử xem Ly ăn cái món nào được nha. Ly phải ăn cái này trước. Hai chưa, Ly chưa ăn bao giờ. Ăn cơm trước đi Ly. Thôi đừng có dụ người ta, đã có chính thật người ta rồi. Tteokbokki với hai phần kim bắp nữa, nãy quên giới thiệu. Không, cái này không hợp để ăn trước đâu. Nói rồi, ăn kim bắp trước đi. Thì ăn gì vậy, ăn cái gì vậy? Kim chi bà nội. Ủa sao kêu người ta ăn kim bắp mà ăn kim chi? Xạo quá à. Cái này người ta gọi là gì vậy? Trắng miệng. Ừ. Điên. Chưa hồi xong chứ. Có phải khai vị. Thì chén miệng trước khi ăn. Ủa người ta ăn súp trước khi khai vị. Cái gì hả? Thì bỏ cái gì xuống. Sao mình có muỗng. Trời ơi.
chế biến trong cái súp này là gì? Ăn bít nữa, bữa Thảo cũng bóng. Các bạn có thèm không? Nãy nghe nè, nãy Thảo lấy miếng ớt trong súp của Thảo cho Ly ăn. Nhưng mà sao Ly rất thích ăn ớt? Với lại ăn ớt á là tăng độ ngon miệng. Ờ đúng rồi, đúng rồi, bữa nay bạn ăn ớt nhiều vô biết sao không? Ăn ớt mới ăn được nhiều. Ngon lắm mọi người ơi, mặc dù mới ăn miếng súp thôi nhưng mà rất ngon. Cái này có phần hơi lố nhưng mà thôi kệ. Giờ ăn cái này. Ơi là bắp. Ăn không mọi người, ăn chung nè. Bắp chấm cái gì đó? Mọi người chỉ cho nè. Mọi người ở nhà đi xuống dưới bếp, xong rồi tu ra, cái xong rồi thấy thấy mì gói hoặc là thấy cái gì ăn được ở trong tủ lạnh á, xong lấy ra hâm lên, nấu mì gói lên, xong ngồi trước bàn coi Thảo với Ly ăn nha, xong rồi ngồi ăn tưởng tượng chơi đi, chúc các bạn vui. Vui bà nội. Thảo thử nói gì được. Hai chị bắp nha, trong chị bắp này có phải ăn nhiều quá, phải ăn nhiều quá, nó không ăn được. Ủa mà chị Thảo nhớ người ta chấm chị bắp với nước tương với nụ tàn mà chấm Ly chấm cái mayonnaise ăn gì kỳ vậy? Chấm là rồi mà không ăn gì ngon. Lạ vậy? Ăn thử chấm thắng không Thảo? Mà ngon quá hả? Ngon quá Thảo thật. Tuần sau lại có chứ không mọi người ơi. Tuần sau 15 giờ thứ sáu lại có mất bang tiếp. Nhưng mà không biết idol nào sẽ bị ăn đây. Rất được ăn, rất được ăn. Nhìn đó đến 8 giờ quả là không ngủ không. Gì má bương. Bà Thảo sao? Đục vô mặt bây giờ. Ôi, tí lộn. Ê, hồi nãy gắp lộn miếng Thảo rồi trả lại nè. Ê, chết rồi. Oh no. Làm gì có chuyện đó. Thôi cũng được. Đi gắp lộn nhìn lại thật chúng mình. Ôi, lộn trả lại chứ. Ai có chơi đang quay lại rồi. Ai chơi vậy Ly? Ăn món khác. Ăn món khác hả? Rồi món ăn ngon quá. Ăn nhiều. Ăn cái gì? Ăn cái gì? Mọi người ơi, theo mọi người nghĩ á thì kim bác, bắp bút mi, pizza với gà thì món nào nên ăn sau cùng? Ta nói là con gái giữa ăn không nữa chưa? Nhai không nuốt vậy giờ. Khó tính quá, khó nết quá. Vừa ăn rồi nhờ vừa nói. Tôi là nuốt không mới nói nha. Còn bà nội nguyên ọng, nguyên ừ trong như vậy mới nhanh được. Chị Đen ơi, qua đây ăn phụ nè. Thôi, bây giờ là sẽ ăn miếng này. Không biết là nên ăn miếng nào cuối ta. Ơ cái là chấm gì ta? Đừng quá. Chưa lên xem ăn á. Sau này thực ra tụi không phải là thi gì hết á. Bên ăn không à. Cái này là các bạn lên xem ăn thôi. Nhưng mà cái ăn còn điệu nữa bà nội. Ăn cho đẹp chứ. Nè, bạn nào đang ăn mì gói trước màn hình phải cho một miếng cho cháu nha. Ngon lắm. Các bạn nào biết đó, thì đây là trào lưu rất là hot ở trên thế giới á. À không, cụ thể ở Hàn Quốc. Cái suy nghĩ ấy vậy? Trời ơi, ăn hết từ lâu rồi. Tí nữa bạn ăn enzyme của mẹ này hả? Cho tí enzyme cho chị bà. Nè Ly, gái nữa ăn răng lâm la nè. Nè nhìn nè. Ê, cái miếng của Ly à, đã bị vơi rồi. Ha ha ha. Của Thảo không có chờ luôn, của Ly vơi rồi nè. Ha ha. Nhạc vậy sợ bà xuống bà nội. Cái gì hả? Ừ. Sao mấy món này hôm nay nhạc quá vậy? Thì chứ Thảo mà có mũi tinh tinh bây giờ Thảo đắp từ đầu tới cuối cân của Ly nè. Có nặng. Nãy giờ nhạc để Thảo. Ly ăn áp đảo. Bây giờ ăn được một miếng rồi à? Không. Đúng rồi, không vào gạo rồi. Chiến thắng áp đảo. Về phần
cái này. Ủa bình thường mấy bạn ăn là mấy bạn ăn gì à? Bình thường mấy bạn thường hay ăn là ăn miếng ngon trước hay là ăn để miếng ngon cuối cùng vậy? Ừ, ăn miếng ngon cuối cùng. Vậy hả? Cái không là cuối cùng. À đó đó đó, mấy đứa đó, đó. À đó tính nói mấy đứa đó là mấy đứa ngu biết không? Trời. Thằng có mấy đứa bạn ăn á hả? Toàn để chiếc cút cái cuối cùng rớt mẹ khỏi ăn. Chiếc cút thì không thèm. Nhưng mà cái ăn miếng ngon cuối cùng xong cuối cùng là bị con thằng xóm qua xin. Hồi nhỏ. Bây giờ thì không hơn rồi. Giờ rớt phải không? Chứ đâu ai xin. Các bạn có muốn nghe hát không? Ừ. Dạ. Vừa ăn vừa hát ngâm Ly dạ em nghe hát đi nghe. Thôi đừng khô dụ. Vừa ăn vừa hát để Thảo ngồi Thảo ăn. Thảo thắng cái gì? Ăn đi, hát kéo nghẹn. Ly thì vừa ăn vừa hát. Thảo thì vừa ăn vừa nhảy sexy. Trời chắc ngâm. Vừa cầm miếng gà vừa éo. Bà tự nhiên tự diễn tự cười. Không có đâu. Không ai cổ vũ. Bên kia có người cười. Không ai cổ vũ. Không, bên kia cười trong tay nữa. Thôi được rồi, đủ rồi. Đủ rồi Ly. Thế ta tập trung diễn đi. Nếu như mà Ly mà hát mà không ăn á thì sẽ bị Thảo đánh bại. Bây giờ chỉ cần cách là vừa ăn vừa hát thôi. Bây giờ là phải cover bài của chị gì mà trên mạng á. Gì trên mạng mà Phượng Phượng nhá. Gì? Cái gì Phượng gì mà ăn vừa ăn vừa hát á. Không biết. À cái bài của Nguyễn không? Đúng rồi. Ôi trời ơi. Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Hát đi, hát đi. À quên, hát đi cô ạ. Nếu bây giờ điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ. Vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi. Dù có tiếc nuối những đắng cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai. Thì con tim em sẽ mãi không bao giờ phai. Bởi vì một khi em đã yêu, là con tim em đã dâng trao. Đường tình yêu luôn khó khăn, và đôi khi em biết em không được may mắn. Hay là đã ra mắt chứ? Chẳng không còn bận tâm hay nghĩ gì. Mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi. Sẽ cho ta chẳng có
dù đường tình yêu muôn khó khăn và đôi khi Nhật Bản.
Hàn Quốc. Vừa ăn vừa nhảy mới ghê kìa, nhảy mà là sở trường của Ly nha. Ly không muốn các bạn không ăn giống Ly mà không phải nói đâu. À đúng rồi, có ngỡ Nhật Bản đúng rồi, bà ăn khủng bố luôn á, bà ăn trong bụng bà to vậy luôn. Nhưng mà cũng làm sao mất bang này hả? Không, cái đó không phải là xô, cái đó như bà qua nhút vậy. Đừng quen. Trời ơi, ăn như một cái láo luôn á. Chị sẽ cố chút đi thôi, cố thôi. Hy vọng không chết giữa đường. Mọi người thấy Ly với Thảo là ai có tiềm năng thắng hơn? Thấy chưa? Thấy Ly áp đảo chưa? Thảo ơi, mặc dù không được bình chọn nhưng mà vẫn im lặng chiến đấu. Đó rồi, quê. Tao nhìn miệng tao nhìn đồ ăn mà kỳ cục ghê ha. Câu này là chào ai đó nhìn mày, hãy nhìn mày cũng kỳ cục mà. Như heo. Ngoài hát ra thì mọi người có thử thách gì cho Thảo không? Cảm ơn Ngân Kinh Thắng nha. Mọi người có cái challenge nào dành cho Ly không? Thảo sẽ cố gắng thực hiện cái challenge đó. Các bạn bằng hiện thực nha. Các bạn nhớ Ly có lửa, có lụa hay là có gì cũng được nha. Thử thách gì mọi người đặt cho nhà Thảo là nhà vô địch. Thảo là cái gì cũng được hết á. Hỏi hình gì Thảo cũng chơi hết. Mọi người có thử thách gì không? Ví dụ như vừa ăn vừa đánh răng. Ôi, có gì cũng nghĩ được hả Ly? Đâu Ly làm thử Thảo coi rồi phải làm theo. Không có nghe đánh răng ở đây. Nhưng mà Ly cũng chưa làm thử, Ly nghĩ là Thảo siêu hơn Ly, Thảo làm được. Thôi, vậy những vấn đề quá thú thì cho Thảo cũng phép làm. Ăn gà, vừa ăn vừa túi. Ăn gà là fan của Ly đó. Không có đâu, fan của Thảo á. Cho nên là không, cái mình... yêu cầu đó là của Ly. Không, mình sai nét hết rồi, anh gà là fan của Như Hê Suy. À đúng rồi, chúng mình không phải Như Hê Suy, chúng mình không phải là tiểu lợn. Mình phải tiểu lợn. Nhưng mà cái đồn ra trong Như Hê Suy là Ly mà. Ly đừng có chơi vợ. Làm gì mà sao tuyến tăng rồi Ly fan giỏi vậy? Nhưng mới vô siêu thấp làm được hơn 3 tháng chứ mấy. Chúc tỏ là tuyến tăng Ly có khả năng vượt Như Hê Suy. Ôi trời ơi. Rồi Thảo sẽ cố gắng các bạn. Ôi trời ơi, pizza ngon quá. Pizza ngán. Pizza ngán quá. Cái gì cũng ngon hết, rất tự pizza. Anh còn ăn có bưởi kìa. Có bưởi kìa. Bưởi đây nè. Bưởi đây nè. Đây không có bưởi. Bưởi. Vậy này cũng có. Đây nè. Ôi Thảo bậy quá không? Thảo bậy quá. Các bạn muốn xào chỗ nào xào giùm cho và Thảo kể cho. Chỗ đó Thảo nấu xào cũng được nè. Nó hơi mềm mềm, sai cỡ. Băm cuốn. Nhỏ này dễ lừa quá. Phải không? Không biết là trước khi mình vô sân này á, Thảo có mua bảo hiểm không? Bảo hiểm về bụng hay là về tiêm hóa hay là về cái gì đó. Chắc mình phải yêu cầu á. Lỡ nào xong mình đi bộ sập sao? Khoảng mệt chưa Thảo? Ủa, cái lần mà đi có cái lần nào mà đi ăn đến mức mà đi liên hệ hết ra chưa? Có. Lần đó bị bệnh, ngủ đâu mấy ngày liền á. Xong rồi tới lúc mình tỉnh dậy á. Quất 2 tô bún bò. Một ly trà sữa lớn. Xong rồi một ly chè nữa, xong rồi ói tà le. Mà ăn vẫn đói nha. Thôi đừng xài từ ói. Xài từ gì đâu mà bất lịch sự vậy. Huệ. Từ huệ. Xài từ ói.
mấy cái đó cảm giác vẫn đang bụng vẫn đang đói nhưng mà hủy hết trơn. Trời ơi, cũng có một bữa mà ăn mà đến nỗi mà ăn mà cái bụng nó không nhúc nhích gì được luôn, đi về nhà là giác được cái bụng về nhà, ngủ đêm ngủ không ngủ được luôn các bạn, không ngủ được mà 2-3 giờ đêm phải chạy vô toilet mà chưa kịp mở được cái mắt ra nữa là ào hết ra. Trời ơi sao tụi đó sốt cao luôn, chưa cái tội ăn quá nhiều. Sau đó thì nhịn mấy ngày, sau đó không nhịn luôn, tại vì đã không nhịn quá. Đây là cái bữa đó hả, Trang ấy ngủ dậy rồi đi như đó xong á. Mà lúc đó mà ăn tạm á mà ăn á hả, đồ ăn chín đồ ăn phụ mà ăn cái mấy bữa mà xong rồi còn không biết bữa đó có lọc ăn hay sao á. Xong rồi hả, còn ăn kem nữa, rồi ăn bánh trái nữa. Đúng rồi, ăn cái gì nhà ăn bánh trái. Nguyên nhân tại sao Thảo được chọn được bác giám khảo chọn mặt chữ vàng, bác Diệp Thành chọn mặt chữ vàng cho show này? Hát gì hai má tóc nhỏ. Hát hả? Giờ ai hát giờ xong ca đi chứ giờ mình đi hát mà nó ăn xong rồi sao? Nó ăn Thảo ăn thắng đi sao? Tao nói ha, hết nửa thời gian rồi ha, chưa hết nửa đồ ăn luôn. Trời ơi, kêu ôi, hồi đầu tao nhìn ngon, sao giờ nhìn cái nào cũng sợ trời. Thầy là có một cây ra nè, há miệng ra, há miệng ra, 1, 2, 3. Thực ra bình thường á thì đi ăn cũng rất là đẹp, mà hôm nay lên làm nướng nghe đồn là ăn á càng xấu càng thăng. Làm được các bạn cổ vũ chân của bà nội ơi. Sau khi xong show này thì dự định thuộc Thảo gì? Định tới ngày mai. Không. Sao không? Đó sao á, tương lai gần hơn. Dạo này Thảo đang đai ợt mà được mời cái show này á như là dở mặt luôn. Và anh không mặt hết về. Huệ không á, anh ơi chị đang thay này đâu. Chị đang đang này à. Mọi người có thấy chán chưa vậy? Ly là cái chán Thảo lắm rồi á. Ăn không à, không nhảy gì hết á. Mọi người sở trường của Thảo là nhảy đúng không? Nãy giờ biết ai chán ai luôn á. Bà nội nãy giờ ngồi nói sàn từ nãy giờ luôn á. Mà không biết nãy giờ bà đang nói cái gì, không biết bà có hiểu bà nói cái gì không, mà nãy giờ bà nói hoài luôn á. Người ta nói là cho Thảo có thêm phần chiến thắng rồi. Hàng gì lúc mình nói họ im ru à, không có phản bác gì hết trơn. Ngon quá. Cô gái nhỏ và cái đùi gà. Mà không có gái nhỏ. Dạ mập nha. Mập ơi, mập ra đây mập ăn cơm giùm ly đó ơi. Ngon quá. Mập ơi. Chào bạn Mập mới vô phòng nha. Bạn Mập chắc chết rồi đó. Chúng ta chuyển sang chế độ. Uống đi vô bác ơi. Vừa ăn vừa thở. 1, 2, 3, vô. Xin hỏi xin mọi người giải đáp cho Ly, bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 9 rồi. Hả? Còn 20 phút nữa thôi, ăn còn 2 phần 3 gì? À không, thực ra là còn... Tại lúc đầu á, không phải. Tại lúc đầu hai mình ngồi nói sàn. Ở phút sau á, Ly xô, Ly ngồi nói sàn. Bởi vậy mà Ly vẫn chiến thắng được chiến đấu của mày. Thảo thì mới được một miếng pizza. Trời ơi, pizza nó ghê quá mọi người ơi. Biết bà này Hành mua đâu mà nhỡ. Từ sau là phải mua pizza thượng hạng nha. Chứ xịn nha. Giỡn thôi chứ pizza này cũng ngon lắm á, nhưng mà tại vì bây giờ ớn quá rồi. Bây giờ nó mùi rồi. Giờ lạnh ngắt là ăn như đá. Bây giờ có cho tôi hà hải vị đi cũng ghê. Ăn thì mời hỏi. Giỡn thôi. Thực ra giờ như nhìn món nè. Trời ơi, muốn mấy bạn ngồi đây ăn chung với Thảo nha. Giờ Thảo nhường hết cho mấy bạn.
ăn hai miếng pizza thôi là ly rảnh. Ra hồi lại rồi đó. Ra hồi lại rồi. Từ hôm nay lại là cố gắng được đó từ mấy ngày trước đến giờ. Lúc mà chuẩn bị vô show hả, là ánh mắt ly nhìn đồ ăn là nữa. Thế này là kiểu hổ đói, bị bỏ đói 30 ngày vậy á. Nhưng mà giờ không chịu nổi. Hình như là khán giả của mình không có đón nhận được cái thể loại này nha. Đó là cái loại cho idol ăn rất nhiều. À không đúng lắm. Lộn. Ủa, Tuyền Mập là ai? Tuyền Mập là Mập đó hả? Vậy thì vừa ăn vừa hát nha. Bà này có năng lượng ghê luôn. Nãy giờ ngồi nói hoài. Mà thấy không, đồ ăn là kiểm kê coi. Kim Bắc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thấy chưa, Kim Bắc là thắng rồi nè. Về phần Kim Bắc là thắng rồi nè. Còn về phần pizza là Thảo đang đóng bút kỳ tôi hết rồi nè bà nội. Ồ mình hát đóng bút kỳ thôi. Con gà. Trời ơi, xương của Thảo không bằng xương của Ly. Thua sớm đi. Thường là mấy người to mồm là mấy người thua mọi người. Có tập à. Khó hở quá đi ơi. Thắng nhất ta. Thắng xịn. Thiên ơi, hãy cứu cô. Hãy cứu cô vừa qua khỏi con lương này. Nghĩ mình sẽ không qua nổi con răng này quá. Giờ thì hát bài The Show nha. Bài hát kìa, thấy Ly thắng rồi kìa. Bài hát thương hiệu. Bài hát thương hiệu nha. Không, bài hát thương hiệu của Ly là bài khác cơ. Ờ, bài này mới hợp nè. Châu bò is a friend. Chưa gì thấy ợ ha. Mở cho Ly bài châu bò nha. Ý là nói đây châu bò á, mà Ly làm con châu cho. Bài đó thao tặng mình rồi. Chưa. Ở đi Ly. Ly hãy làm Ly Hoàng ở cho các bạn được nghe chim nữa. Chưa. Trời ơi, xong để em nói nhép luôn. À đây là châu bò is a friend nha. Ở đó. Ah!
gà chứ không phải nguyên con. Pizza là làm từ gì? Pizza là làm từ bột nè, cái này là pepperoni nè, cái này shrimp nè, cái này là tomato nè, mushroom nè. Để lên biệt xuất đi nha. Từ tôm nè, cà chua nè, nấm nè, gì nữa? Này là gì bà nội? Không biết cái đó. Pepperoni đó. Không biết cái gì cái đó luôn. Này hình như thịt, mà thịt gì á? Thảo có hát không kìa? Thôi cũng được, đi hát thì Thảo cũng hát bài. Tình yêu xích mượt nha. Chẳng gì bấn mất tiêu rồi. Trời ơi, bị bấn loạn rồi. Ớt. Không có ớt đâu. Mix up 1.5 nha. Hát mix 1.5. Mọi người ơi, mọi người nếu mà mọi người không biết thông tin với cái trào lưu này thì mọi người có thể nghe đăng nha. Cái này là trào lưu mất 3 năm ở châu Á. Là yêu nhau một tình yêu xanh mượt, tình yêu ta là tình yêu dài thướt, yêu nhau rồi là mình thất cần cượt. Hay 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 hay. Là yêu nhau một tình yêu xanh mượt, tình yêu ta là tình yêu dài thướt, yêu nhau rồi là mình thất cần cượt. Hay 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 hay. Yêu em rồi bằng điều anh chắc, mua có càng em mới dám bắt, mua gãy càng em bắt cho em xem. Em thấy anh không xúc cảm em, nếu thấy có anh trời miên kem. Nhưng mà em ơi tiền anh ở đời xả, thế mới gọi là tình yêu xanh mượt. Hi 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 hi. Không cần nói nhiều, I love you bạc bạc. Hi 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 hi. Không cần nói nhiều, I love you bạc bạc. Vô bài rồi đó, bà nội nói cái xong có hết hát luôn. Lội đi. Là yêu nhau tình yêu xanh mượt, tình yêu ta là tình yêu dây dưa, yêu nhau rồi là mình vứt cuồn cuộn. Hay 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 hay. Là yêu nhau mà tình yêu xanh mượt, tình yêu ta là tình yêu dây dưa, yêu nhau rồi là mình vứt cuồn cuộn. Hay 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 hay. Yêu em. Leo lưỡi. Siêu gà ơi, siêu gà. Cùng quá nè. Thật quá nè. Nãy thì siêu gà nè. Em ơi xe tá tương gừng nên mời anh cứ phừng phừng như xe. Phừng phừng em phải tắt mê, em khuyên anh cứ tá tê tương gừng nhá. Bài này ngắn quá. Nó sẽ bên đi. Biết em sẽ là giấc mơ. Tụi mình vẫn ăn mà, các bạn cứ yên tâm. Ôi trời ơi. Bây giờ tôi chịu hết nổi rồi. Cẩn thận chuẩn bị áo hình lên hết bây giờ. Cho em anh nhé, cho em độ cho.
chờ em về không ly xì đánh đây. Hãy xin anh ly ván anh nốt lần này. Hãy xin anh hãy đưa ly về. Trời ơi, nó bị ra còn nguyên nè. Ủa, đi đây. Hãy giữ mãi trong lòng thế thôi. Chút anh đang giữa ngày qua rồi. Để mãi mãi đi tìm cho mơ. Em giờ đây thật xa vời quá. Hai con lộn rồng thấy chưa dễ ờ lầm lộn lầm nó dễ hơn á.
kiểm tra ai nữa nè. Nói chung tôi bà cũng ngon nữa thà, nhìn đi, visa có hai cái tóc kỳ ha, người ta ăn hết bà còn nguyên. Nhưng mà hãy nhìn xem, hãy nhìn kimbap xem. Rồi hả, miếng này visa thì để là người ta ăn sắp hết rồi phải không? Gà 1, 2, 3, 4. Cái miếng này ăn sắp hết rồi nha, không tin. Gà còn 5 miếng rồi bà nội. Nhìn bà nội đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đâu? 6 miếng 1 Đó 2, 3, 4, 5. Chưa? Ủa sao mình nhớ mình ăn gà nhiều vậy ta? Mình có thù với siêu gà mà, mình có thù với thịt gà mà. Sao mình ăn nó chậm ta? 1, 2. Ê, nhưng lúc nãy tôi hát mà bảo ba đúng không? Nhìn xương nè, ăn hết xương luôn. Ôi, xương hết thương người ta. Tại nãy nó cho mấy cái cục này nè, có một cục có miếng xương. Thôi đừng giải thích nữa, thôi đừng giải thích nữa. Nằm ăn hết xương luôn. Nó cho mấy cục này có một cục xương rồi bà nội, nhìn đi, nãy giờ tôi ăn hết ba cục này rồi bà nội. Thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Cảm ơn các bạn hôm nay đến xem show của Thảo. Và Ly nữa. I love you. Tuần sau thì vào 15 giờ tại đây nữa thì cũng sẽ có một room như vậy, một show mốc băng như vậy nữa. Vào lúc 3 giờ chiều thứ 6 hàng tuần sẽ có show mốc băng để cho các bạn được ăn chung với idol nha. 3 giờ chiều thứ 6 nha. Bây giờ còn nhiều quá. Bây giờ các bạn có muốn ăn thì không được.